Trời, cảm ơn em. Ủa không bất ngờ à? Có 12 cái luôn. 12 cái. Chưa được 2 tuần hả? Chưa được 2 tuần hả? Ủa là sao? Các bạn điểm chung giữa bạn và người đối diện. Chung là gì? BD nè. BD nè. Như tính nào? Không nhạt quá. Không nhạt quá. Xin lỗi. Nhạt là khen nha. Ủa nhạt sao lại khen được? Vì không mấy ai có thể nhạt được. Vì không mấy ai có thể nhạt được. Nhạt hơi chữ khó. Cảm ơn lời khen. Cắn tai đối phương 15 giây hoặc uống một ly. Cũng đơn giản mà, mình còn one night stand được nữa cơ mà. Đơn giản mà, mình còn one night stand được nữa cơ mà. Cắn tay vào cái nào. Ôi giời, mà run dậy vậy, lầy bầy dậy ba. Em rất là ngại với cái này luôn á. Chả có gì mà ngại hết. Xin chào mọi người, mình là Tâm. Hiện tại mình là nhân viên văn phòng ở một công ty ở Sài Gòn. Thì đây là lần đầu tiên mình đến với cái chương trình hẹn hò như thế này. Thì mình cũng khá là hồi hộp và cũng hơi bị ráng. Thật sự thì mình cũng không có nhiều cái tiêu chuẩn để cho cái người kia. Kiểu như là mình nhìn thấy hợp hay là đủ để tiến tới thì mình sẽ bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu. Có lẽ cái điều mong chờ nhất đối với mối quan hệ thứ hai là cái sự cam kết và sự lâu dài á. Bởi vì trong giới mình thì cái việc cam kết nó rất là khó. Mình có thể quen một người, phân một người một ngày xong rồi dứt rồi thôi, nó rất là dễ. Nhưng mà để có cam kết và phấn đấu phát triển về lâu dài nó cũng rất là khó. Thì hôm nay gặp bạn kia thì mình nghĩ là để bắt đầu mối quan hệ thì cái sự chân thật là cần nhất. Thì mình sẽ chia sẻ hết những gì mình có thể để hai bên hiểu nhau hơn và nếu có thể thì tiến tới một tìm hiểu nhau về sau này. Hello bạn. Chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Hữu Minh. Hiện tại mình đang làm một YouTuber chuyên về mảng giới tính dành cho các bạn trong cộng đồng LGBT. Mình thì cũng gần 30 tuổi rồi nên hy vọng rằng hôm nay đến đây với chương trình thì mình cũng sẽ tìm được một cái nửa hạnh phúc của mình. Mình đã độc thân được 2 năm rồi. Bởi vì là mình thực sự là mình chưa tìm được một cái người nào mà thực sự phù hợp với tính cách của mình. Từ hôm qua đến giờ ấy, từ cái hôm mà chương trình bắt đầu liên lạc với chương trình là để tìm một cái người ngày hôm nay để gặp mặt này, thì là mình đã kiểu run rẩy lẩy bẩy. Mình đã luôn luôn được tưởng tượng trong đầu rằng là cái người đấy sẽ là một cái người mà hợp lý cả là ăn ý. Còn nếu như mà không hợp lý, không ăn ý lắm thì mình sẽ khóc. Thì cũng hy vọng là một bạn men một tí, men lì, không bị lộ. Top và lộ thì cũng buồn cười lắm. Kiểu này kiểu chị em này thì thôi. Vì là trước đây tất cả những người yêu cũ của mình thì đều là boss hết. Và yêu mình thì là bạn ấy thì là top. Cho nên là mình cũng sợ gặp phải những cái giống kiểu cái vết xe đổ ấy. Bạn tên là gì? Tên Tâm, còn bạn tên gì? Minh. Tâm sinh năm bao nhiêu? 95. 95, ok, vậy thì bạn bè đi ha. Ok, bạn 95 luôn hả? Không, hơn tuổi. Ok. Tâm làm gì? Mình là nhân phòng ở chỗ Phượng Nhất ấy. Mình? Mình làm hàng xong. Thôi có món quà này. Thôi mở ra xem trong có gì ạ? Con làm mở được luôn hả? Tất nhiên. Ok, cảm ơn em. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ok, cảm ơn em. Ủa không bất ngờ à? Có 12 cái luôn. 12 cái. Chưa được 2 tuần hả? Chưa được 2 tuần hả? Ủa là sao? Bình thường thì người ta sẽ tặng sách này, tặng cây, rồi là các thứ ấy. Bánh biếc các thứ người ta biết làm, các thứ người ta tặng. Nhưng mà thấy nó không thực tế lắm vì chắc gì Tâm đã đọc sách. Ừ, đã đọc sách. Hoặc là chắc gì đã biết trồng cây. Ừ, trồng cây hay chết. Ừ, trồng cây hay chết. Nên là thôi tặng thử bao con su luôn cho nó. Đúng rồi, mà biết đúng sai không ha? Cái này là yên tâm fix với mọi dáng luôn. Ồ, thoải mái. Điện vậy? Tâm ở đâu? Anh đang trọ ngay chỗ quận Bình Chánh ấy. Tránh à? Mỗi người sẽ bốc một cái xong rồi sẽ hỏi không? Rồi bốc đi. Ok bốc. Rồi anh hỏi trước đúng không? Ừ. Kể ra ba mệnh đề bắt đầu bằng chúng ta và điều bạn đang nghĩ trong đầu về người đối diện. Kể ra ba mệnh đề bắt đầu bằng chúng ta và điều bạn đang nghĩ trong đầu về người đối diện. Chúng ta không biết nói chuyện gì và mình cảm thấy hơi bối rối. Chúng ta đều độc thân và mình cảm thấy vui. Đi cậu đó. Chúng ta đang ngủ 2 ly nước. Và mình không nghĩ là mình sẽ uống hết ly nước này. Thêm một câu nữa. Chúng ta đang không nói chuyện và trả lời câu hỏi. Và mình cảm thấy chúng ta nên chịu một câu hỏi khác. Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời là gì? Thành tựu lớn nhất à? Chắc là có kênh YouTube. Mở máy lên luôn để follow luôn hộ cái đi. Xong một cái subscribe rồi nào. Mày ra được nhiêu sub rồi? 56.000. Các bạn điểm chung giữa bạn và người đối diện. Chung là gì? BD nè. BD nè. Như tính nào? Không nhạt quá. Không nhạt quá. Xin lỗi. Ba mất.
Nhà vỡ nợ. Chỉ có mình tôi nhẹ thôi. Nhà vỡ nợ. Của các bạn hả? Ừ. Ok vậy. Trước khi gọi điện cho ai đó, bạn có thuật lại những gì định nói không, tại sao? À, có nghĩa là giống như là mình sẽ tập nói trước khi mà mình nói chuyện điện thoại không? Không. Ờ, mình không. Tại sao? Tập làm chi? Tập làm chi? Ừ, ủa, thì hứng gọi lên thì gọi thôi mất. Không, nhưng ví dụ như mà gọi điện cho khách á, là mình sẽ phải tập trước. À, tại vì ta không gọi điện cho khách. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn là gì? Kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là đi học ở Hàn Quốc. Ủa? Học ở Hàn Quốc mấy năm? Học ở Hàn Quốc có nửa năm mà. Kỷ niệm đáng nhớ nhất hả? Chắc là hồi Tết năm ngoái bay ra ngoài quê của bồ cũ để hỏi lý do xong rồi bay về. Ở đâu? Ở ngoài Đà Nẵng, Bổ Lộc, Gia Lai. Gia Lai. Mà nghe được dịch nữa. Đợt đó là nghỉ Tết được tháng luôn á. Là ba con vô ải xong rồi về bị cách ly. Là ba con vô ải xong rồi về bị cách ly. Còn gì ở đâu mà khóc vơi. Không trả được lý do gì. Hoàn thành câu nói sau, ước gì ai đó nghe mình chia sẻ điều mà mình cất giấu bấy lâu nay. Chính là ước gì ai đó sẽ nghe mình chia sẻ điều mà mình cất giấu bấy lâu nay. Chính là cho cậu chứ còn gì nữa. Trong đầu cậu nghĩ thế không? Không. Không. Nghĩ gì? Thì đó, trả hoàn thành câu đấy đi. Chính là một cụm phía sau hả? Hay là chính là một cái người đó, đó một người là tùy chính... Đấy, chính là mẹ mình. Không, đúng không đó? Ừ. Ngoài mẹ là còn ai nữa đâu? Đó. Hay chính anh trai mình à? Không, anh trai. Ok. Vẫn chưa trả lời. Anh đang tìm một cái gì đó để trả lời. Không tìm được đâu. Ước gì có ai đó sẽ nghe mình chia sẻ điều mà mình cất giấu bấy lâu nay. Chính là... Ok, chính là cậu. Dạ vâng. Tức nhờ. Lần cuối cùng bạn tự hát một mình là khi nào? Và lần cuối cùng bạn hát cho ai đó nghe là khi nào? Lần cuối cùng mà tự hát là vừa mới hát trong cái phòng chờ xong. Ừ. Và lần cuối cùng bạn hát cho ai đó nghe là khi nào? Lần cuối cùng hát cho ai đó à? Thôi thôi, đêm hôm qua vừa đi chơi với trai về á. Thôi thôi, đêm hôm qua vừa đi chơi với trai về á. Để là ngồi sau xe trai là cũng hát cho trai nghe. Đó, thành thật đó. Lần cuối cùng mà tự hát là khi nào là mới nãy ngồi đây nè. Buồn chán không biết làm gì trơn, hát khùng hát điên. Cuối cùng hát cho đó nghe là khi nào? Mày hát rất là dở cho nên rất là hiếm khi nào hát cho người khác nghe. Không nhớ ai hết á, lâu lắm rồi. Điều gì làm nên một ngày hoàn hảo? Điều gì làm nên một ngày hoàn hảo á? Không phải nghĩ đến việc làm gì để ra tiền ấy. Nghĩa là một ngày hoàn hảo là một ngày mà kiểu như là được thoải mái tiêu tiền. Còn bình thường là sẽ phải nghĩ là làm sao để ra tiền, rồi làm gì để kiếm tiền bây giờ kiểu đấy á. Tại vì với tôi thì tài tiền nó không có là cái thứ đầu tiên hết. Ừ, cho nên một ngày hoàn hảo là thấy vui trong người là được. Kiểu như là bỏ mắt cái nó vui vui. Nếu bạn có thể sống đến 90 tuổi và được quyền duy trì một trong hai thứ, tâm hồn hoặc thể xác ở ngưỡng 30 tuổi, kéo dài suốt 60 năm còn lại của cuộc đời, bạn sẽ chọn thứ nào? Không giữ tâm hồn đâu, tâm hồn mệt lắm. Không giữ tâm hồn đâu, tâm hồn mệt lắm. Thể xác. Tại sao? Chứ không lẽ cứ ngày nào cũng cà rỡ gì 90 năm. Đấy là một người trưởng thành, cái của một người trưởng thành hay một người không trưởng thành là cái trải nghiệm của họ. Và mình cứ giữ cái trải nghiệm ở năm 30 tuổi thì nó... Mình cũng thấy nếu mà mình chọn, mình sẽ chọn thể xác. Dạ. Chứ già lụm cụm chán. Chia sẻ một vấn đề rắc rối của bạn với người đối diện và nhờ người ấy tư vấn cho bạn cách giải quyết. Sau đó bạn hãy lắng nghe về vấn đề của họ. Nhạt. Hả? Tôi bị nhạt á. Bị nhạt là tính cách á. Là bản chất đó chứ không phải là rắc rối. Đấy là cái việc nhạt nó dẫn đến nhiều việc rắc rối chứ không? Ví dụ là khó kết bạn nè, khó chịu người khác nè. Nhạt là tính cách, nhạt là bản chất. Ủa nhạt đâu là bản chất đâu, nhạt sẽ thay đổi theo thời gian mà. Ý là càng nhạt hơn đó hả? Càng nhạt đó hả? Ủa thì nó sẽ nhạt ít dần. Nhạt ít dần đó hả? Ừ. Thế có đỡ nhạt được tí nào từ xưa đến giờ không? Có. Thế thì là mặn lên rồi còn gì nữa? Nhưng mà vẫn chưa có đủ độ mặn. Cái câu hỏi này là bắt mình phải tìm ra rắc rối, để bắt mình phải chia sẻ, đi tìm hiểu nhau. Nên là phải nghĩ rắc rối đi. Những cái câu hỏi tâm lý này là đúng là về tâm lý thật á. Đúng đúng không? Đúng. Rồi giải quyết thì sao? Thì tự đi mà tìm. Ok, cảm ơn. Nhạt là khen nha. Ủa nhạt sao lại khen được? Vì không mấy ai có thể nhạt được. Vì không mấy ai có thể nhạt được. Nhạt hơi khó. Cảm ơn lời khen. Kể cho người đối diện một điều mà bạn vừa gặp đã thích ở họ. Thích cái này. Cái này. Ok. Vì mình thích những ai mà có cái cạnh như này. Người ta bảo một chữ điền là vũ phu đó. Người ta bảo một chữ điền là vũ phu đó. Ấy lại đi. Mắt đẹp nè. Thôi được rồi, thế được rồi, đủ rồi. Tình yêu và cảm xúc trong cuộc sống quan trọng như thế nào đối với bạn? Khá quan trọng. Ừ. Tại sao? Ví dụ đi. Đâu ai muốn mình chết một mình đâu. Thật ra không phải có một người nào đó cạnh mình lúc mình chết chứ. Hạt rồi. Xin lỗi. Nếu như mà cảm xúc mà vui thì mình sẽ làm được mọi nhiều việc tốt hơn. Nếu như mà tình yêu và cảm xúc thì nó cân bằng trong cuộc sống thì mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Bạn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và mẹ như thế nào? Mối quan hệ mình với mẹ thì cách đây khoảng 2 năm, nhà gia đình cũng nhiều biến cố thì trước đó thì cũng rất là ok, nhưng mà sau khoảng 2018-2019 thì không được ok lắm. Đến bây giờ thì lại trở nên bình thường. Bạn thì sao? Mối quan hệ mình với mẹ mình cũng khá là ok, nhưng mà không nói chuyện được nhiều. Kiểu mình khó chia sẻ với người gia đình á, cứ có chuyện gì cứ giấu không, chứ không kể được với mẹ. Come out chưa? Mẹ tự biết. Mẹ tự biết hả? Kiểu như có một lần dắt bồ về á, xong rồi lộ. Kiểu như không có lộ. Kiểu như là con trai mà kiểu như là 20 mấy tuổi rồi mà không dắt gái về mà lại dắt trai về. Ban đầu thì cách đây khoảng lúc học đại học ra trường á, thì hỏi là chừng nào có bạn gái dắt về, thì sau đó không hỏi nữa. Bắt đầu chuyển qua cái câu hỏi khác là thôi con sống hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà có bao giờ trực tiếp nói với mẹ không? Có rồi. Nói với mẹ rồi. Không phải là trực tiếp, là mẹ trực tiếp nói với tao luôn. Đã bao giờ đã trực tiếp nói với mẹ chưa? Cái việc mẹ biết là việc mẹ biết, nhưng mà có bao giờ là mình nói với mẹ rồi không? Cái đợt Tết này vừa Tết này. Thì thấy sẽ hợp lý hơn đấy. Mặc dù là phụ huynh cũng biết được là như thế thì cũng nên, mình cũng là người chính người nói ra. Vì bây giờ bác của mình cũng thế, bác của mình cũng biết, nhưng mà bác của mình cũng giống kiểu là chờ cháu nói ra. Đã nói chưa? Hả? Đã nói chưa? Rồi, tất nhiên rồi. Nếu bạn đang có ý định trở thành người yêu với người đối diện, hãy kể cho anh ấy một điều quan trọng mà bạn muốn họ biết. Hả? Đừng có thở dài ba. Xin lỗi, hỏi dài nữa, xin lỗi. Anh sẽ không mua nhà. Sí? Anh sẽ không mua nhà. Quan trọng. Tại vì mọi người thường nghĩ là khi mà bắt đầu mối quan hệ thì mọi người sẽ nghĩ cái hướng là an cư lạc nghiệp á. Và mọi người sẽ muốn có một cái nhà để đi lại chung với nhau, nhưng mà anh không muốn mua cái nhà. Điều quan trọng à? Cuối tháng này mình sẽ về Hà Nội 3 tháng. Kỷ niệm đáng sợ nhất của bạn là gì? Đại gọi là một chuyện buồn nhất đi ha. Thì chắc là cái việc mà lúc mà ba mất thì là cái lúc mà buồn nhất. Còn Tâm thì sao? Buồn nhất. Còn nhỏ thì chưa biết gì. Lúc mà ba mất là còn rất là nhỏ, cho nên không có biết được cái việc. Ủa, ba Tâm mất à? Hồi 6 tuổi, 5 tuổi chứ. Chuyện buồn thì chắc chỉ có mất cái lần hai cái lộn với mẹ thôi. Đây là hồi còn nhỏ, lúc mà khoảng học lớp 8, lớp 9 á, thì hay bị phân biệt với bạn bè, xong rồi cãi lộn. Đấy là cuộc đời bình yên thế thôi ạ. Cuộc đời nhạt nhẽo mà điên. Dành ra 4 phút để kể cho người đối diện nghe về cuộc đời bạn một cách chi tiết nhất có thể. Tới năm lớp 6, lớp 7 gì đó thì nhà sẽ không biết có là bị vỡ nợ. Thì bước vào trang học mới thì bắt đầu cũng suy nghĩ nhiều hơn, cũng bắt đầu phải lo lắng những thứ khác, lắng những thứ mà trước đó mình chưa bao giờ phải lo lắng. Rồi sau đó lên học đại học, rồi cứ là cuộc đời khá là bình yên, nó không có. Mặc dù là bị vấn đề về tài chính nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến với gia đình nhiều. Rồi cứ cho một cách lặng lẽ vậy đó. Xong rồi năm 2 đại học thì phát hiện ra mình bị đê. Eo muộn thế á. Năm 2 đại học mới phát hiện ra BD á? Ừ. Chỗ bóng muộn. Sao vậy? Kẻ bóng muộn, xin lỗi. Ừ vậy hả? Lúc năm 2 đại học xong rồi sao? Kể nào. Cũng là quen người đầu tiên thì mới biết. Trước đó là yêu bánh bèo. Mày can đảm quá vậy? Xong rồi sao? Thì tình yêu tôi học trò không đi tới đâu thì dừng lại. Xong mà quen người thứ hai. Mối tình đầu với trai hay với gái? Với trai. Là chỉ kể những mối tình khi bị BD thôi. Phía trước đó không tính nha. Rồi sau đó thì quen người thứ hai. Thì người thứ hai thì tới bây giờ cách đây khoảng 1 năm thì chưa ta. Vậy là lâu vậy cơ à? Ừ, khoảng 6 năm. Ghê chưa? Wow, 6 năm cơ? Eo đỉnh đấy. Sao chưa tay? Ban đầu cũng như là lúc mà mới chia tay là khùng điên lắm, hỏi lý do buộc phải biết lý do. Nhưng mà sau đó thì nghĩ lại một kiểu là khi mà hết tình cảm rồi thì lý do không quan trọng, cho nên không đi tìm hiểu nữa. Mình ha, cuộc đời thì cũng ba chìm bảy nổi chín lên đây. Về mặt vật chất thì cũng không thiếu thốn, nhưng mà về mặt tinh thần thì cũng hơi có vấn đề một tí. Vì ba mẹ cũng kiểu vất vả ấy, lên đại học học được vài năm thì ba mất. Thì giống kiểu trụ cột chính trong gia đình ấy. Với kiểu là mình ở quê thì cũng kiểu cũng ngoài Bắc thì cũng sẽ khó khăn về cái chuyện là BD á. Thì lúc đấy mình cũng không có nói, nhưng mà đến lúc mà kiểu ba mất giống kiểu là mình sẽ giống kiểu được giải tỏa một cái gì đó. Vì ba mình rất là kiểu gia trưởng ấy. Lúc sau thì bắt đầu mới come out với mẹ. Từ quê ra Hà Nội học, xong rồi từ Hà Nội vào Sài Gòn được 5 năm rồi. Vô Sài Gòn được 5 năm rồi. Ừ. Bạn có muốn nổi tiếng không? Nếu là bạn là ai nếu nổi tiếng? Nổi tiếng sương sương thì được, Mỹ Hảo thôi. Chứ còn mà nổi tiếng quá thì xong lại mất công lại bị khẩu trang. Xong lại giống kiểu là không gặp đâu kiểu đấy á. Tôi không thích. Thế cho nổi tiếng sương sương này, ra ngoài đường mọi người biết là được. Nếu mà nổi tiếng, không nổi tiếng thì lại bị flop thế là. Ủa mà nhiều người nổi tiếng vẫn flop mà. Ai là người khiến bạn biết ơn nhất, vì sao, hãy nói về người đó. Chắc là ông gọi là cậu hay là Dượng nha. Chồng của gì là Dượng đúng không? Chồng của gì là chú chứ. Chồng của gì là Dượng, chồng của gì. Ông khá là truyền cảm hứng. Biết ơn chắc là mẹ rồi. Vì biết ơn là vì mẹ sinh ra mình. Bạn xem trọng điều gì nhất trong tình yêu? Thành thật á, kiểu chân thành á, phải nói thật á. Hết thích rồi thì cũng phải nói, có vấn đề gì cũng phải nói. Thôi nghĩ vậy, niềm tin. Hai đứa yêu nhau thì nói A hay nghĩ là A chứ không phải là B. Đó thì là cũng như nhau đó. Ừ thì tôi nói là nghĩ giống như vậy. Ừ dạ. Lần đầu gặp mình thì thấy cũng khá là ấn tượng. Bạn kiểu như bạn năng lượng mà khá là nhiều. Bạn biết pha trò, biết
kiểu như là biết tạo ra năng lượng cũng như là không khí cho cái buổi cho chuyện đó vui tươi hơn hết. Tại vì mình rất là nhạt cho nên mình không có bắt được câu chuyện nhiều, cũng khá là ấn tượng với mình. Thật sự là ban đầu mình không biết những cái câu hỏi này xuất phát từ đâu, khá là ok và nó dẫn dắt mình đến những cái để mình có thể chia sẻ được nhiều hơn cái mình suy nghĩ bên trong, cho mình hiểu được cái người đối diện hơn về vấn đề của họ là gì. Đối phương của mình thật sự về cách trả lời thì bạn khá là, theo mình nghĩ là cái cách mà trả lời là bạn thể hiện mọi người khá là đáng tin tưởng. Lần đầu tiên gặp thì thấy là Tâm kiểu cũng hiền á, cũng men men, cũng có cảm tình, cũng hơi nhạt thật, trả lời câu hỏi cũng không đúng trọng tâm, kiểu đọc cũng không hiểu câu hỏi, Tâm trả lời hơi lệch lệch, ôi không được đúng trọng tâm lắm thì cũng thôi, cũng không sao, bỏ qua, vì nhạt thì cũng không phải mấy ai cũng nhạt được, nên là cũng tạm chấp nhận được. Sau khi mà đọc và trả lời các câu hỏi đấy thì mình cũng cảm giác là cũng thấy thinh thích ấy, thinh thích cái bạn đối diện kia. Thử thách phần tiếp theo của chương trình sẽ là True or Dare. Xả lên đi. Uống sao đi kìa. Uống một ly nếu bạn đã từng one night stand. Eo chắc là phải uống hết quá. Eo chắc là phải uống hết quá. Dạ. Eo ơi uống đi, uống đâu. Em dễ say lắm nhé. Hãy kể một hành động điên rồ nhất bạn từng làm khi say hoặc uống một ly. Em chắc là nôn giữa đường quá. Ồ, hồi đó hồi còn ấu thơ ấy, cũng lớp 11, 12 rồi. Mà đã uống rượu rồi á? Ừ, hồi đó là uống giùm gái mà bị xỉn. Ghê quá nhỉ. Xong rồi đi về bị... Thôi nhưng mà bây giờ hỏi thật này, đã yêu gái rồi, yêu trai rồi thì yêu cái nào thích hơn? Thì đã yêu trai thích hơn mới từ bỏ sự nghiệp yêu gái chứ. Hỏi gì? Chạm môi đối phương 3 lần, uống 1 ly. Cái thử thách này dành cho cả hai người. Nhưng cả một hai người muốn làm và một người không muốn làm. Thì người không muốn làm uống mà người kia vẫn làm. Ừ. Uống. Em quyết tâm mà, em không thích đâu. Chạm mà. Thôi thì em chạm mà. Giờ cậu có đồng ý không đã? Ok. Rồi. Để em làm đi. Cắn tay đối phương 15 giây hoặc uống 1 ly. Cũng đơn giản mà, mình còn one night stand được nữa cơ mà. Đơn giản mà, mình còn one night stand được nữa cơ mà. Đúng không? Cắn đi, hai xuống. Thì cắn trước. Cắn tai mà. Cắn tai mà. Chờ lại cắn trước. Thôi mình cắn trước rồi. Thủ cho em chưa gì? Mạnh dạn cởi bỏ hai thứ trên người hoặc uống một ly. Một cái đồng hồ này, hai là cái áo khoác này. Mày sẽ em uống nha. Cho em mình thì có những gì không tội. Uống đi. Massage buồn bất kỳ cho người đối diện trong một phút hoặc uống một ly. Để mình massage cho. Cũng thông báo với mọi người là em được cũng dịch là em cũng không có việc làm. Nên là em cũng đang học cái món mới. Sướng hay không là phải nói nhá. Sướng không? Dạ sướng. Và cho em uống nha. Đau quá à? Không có massage. Đã massage có thích không? Có. Uống đi rồi hả? Ừ, uống gì đó. Uống nước đi. Hả? Uống nước đi. Ủa sao không uống? Lãng phí. Ông trò. Còn mấy chai mà kia nữa kìa. Giờ nào đã lót rồi. Nhà đâu? Thế bảo Bình Chánh á, có điểm xa không nhỉ? Xa chỗ này không? Cũng cách 20 phút. Nghe khu Trung Sơn biết không? Không. Khu Trung Sơn á? Ừ. Vậy hả? Ủa, khu Trung Sơn và Bình Chánh á? Ừ. Có tưởng nói là quận 7. Quận 7 là giáp Bình Chánh. Ồ, vậy hả? Ủa, cứ nghĩ là Bình Chánh ở đâu là tí 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 tí. Có hai loại bản không? Dạ, tí thoảng. Đùa chứ, lâu lắm rồi không đi. Cái tiếp người của mình đó là không thích thể hiện những cái hành động gọi là thân mật ở ngoài cộng đồng, cho nên mình thường chọn những cái hành động là uống nhiều hơn. Thông qua những cái hành động mà mình làm á thì để lại khá là nhiều cảm xúc trong bản thân của mình ấy. Mình nghĩ là có gì đó gọi là không phải là rung động nhiều, nhưng mà cái động lực để mà mình thử để tìm hiểu về người kia thì mình nghĩ là sẽ giữ liên lạc với mình trước để tìm hiểu thêm coi như thế nào và có một cái gì đó tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này. Thực ra là trong cái lúc mà trả lời câu hỏi là đã thấy cảm giác là thấy dạo dực rồi á, thấy thích rồi á, chứ không phải là chờ đến khi làm thử thách nữa.
đi làm thử thách thì là còn thấy là ok hơn, thế là thích hơn một tí nữa. Nếu như mà Tâm mà chủ động mà đồng ý muốn tìm hiểu nhau thì mình cũng sẽ đồng ý. Ừ thì rồi đó em. Đúng rồi, quá quá. Rồi không quay nào. Ừ thì cũng có cảm giác gì đó. Ừ. Bạn nói câu hỏi đây. Không nói được. Mẹ lẽ nó ha. Mình cũng thấy cái câu hỏi có hiệu quả. Ừ. Mình cũng thấy có cảm tình ấy, cũng thấy quý quý có cảm tình. Vậy thì cứ giữ liên lạc đi ha. Ừ, xong rồi gì, ok. Xong rồi. Có gì nhắn tiếp. Ừ có gì mình nói tiếp được. Chú tay vào cái nào. Ôi giời, gì mà run dậy vậy, lầy bầy dậy bá. Em rất là ngại với cái này luôn á. Chả có gì mà ngại hết. Ok, vậy thì dẫn lên làm không? Ok, cái gì đây này đi ha. Rồi. Tiến sau. Tiến sau. Bạn ấy một bài hát thì bạn ấy xin bài hát luôn. Xong gọi được khúc của bài gì em? Góc phố nơi anh hẹn, nhành ngọc lan xòa bóng ma, tòa hương bát ngát bao vây em ngày cuối thu buồn. Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy đâu. Từ ngày nào anh mới quen em, vẫn cây ngọc lan xòa bóng mát và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhành lan anh hái cho em, để mãi là một chút hương ngày cuối thu. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã chào gửi anh tình nồng như thoáng hương ngọc lan. Là cái tình yêu của em á là đã gặp trắc trở tới 3-4 lần á. 3-4 lần hả? Dạ. Trắc trở là sao em? Tại vì giống như mối tình đầu tiên thì có người thương mà em không có chịu. Rồi cái sao em chuyện người ta? Tại vì em nghĩ là lúc đó là mình còn nhỏ, mình không có muốn yêu đương, nhưng mà lại có người thương. Rồi cái giống như là em làm khổ cái người đó. Thì những người mà đi chung đoàn á, người ta cũng có nói, người ta nói là mình đối xử tệ với người khác là trời sẽ trả báo mình. Mà thật sự mà là em gặp thiệt. Gặp mối tình thứ hai á thì trời ơi đất hời. Nó trời ơi như thế nào nào? Trời ơi như thế nào em cứ kể là, cụ thể đi. Là mối tình thứ hai thì cái người đó cũng vẫn đi theo em, đi theo Lô Tô luôn. Nhưng mà sống được khoảng mới có chưa được tuần lễ nữa. Là cái người đó giống như là bộc phát ra liền, không có còn thương em nữa mà lại hẹn hò với con gái. Mà em không có biết em đang ngủ trưa. Thì vô tình là em mới thức dậy em đi tìm ảnh đó. Thì em nghe những người trong đoàn nói là ảnh đang nói chuyện với con gái bên kia sông. Tại vì đoàn ở chợ bên đây, bên sông là nhà của người đó. Em mới đi qua anh thấy, em mới kêu ảnh về mà ảnh không có về. Lúc đó em rất là buồn. Bởi vì anh nói là sao anh không về? Anh nói là anh đang nói chuyện với bạn anh. Cái em còn hỏi là ủa bạn anh là bạn gái hay là gì? Anh có nói là bạn gái. Em nói ủa vậy em là gì của anh? Anh nói là cũng như là mình chỉ vui chơi thôi chứ anh không có thương gì yêu em chứ. Lúc đó em rất là buồn. Lúc đó là anh nói thẳng như luôn á hả? Dạ. Những người trong đoàn mới khuyên em, nói là mình đừng có gì người ta vậy mà mình tự làm khổ mình. Ừ. Tại vì tương lai của mình còn dài chứ đâu phải là một ngày, đâu phải là người này thương mình thôi đâu, cũng còn người khác thương. Cho nên em mới suy nghĩ tới chuyện đó. Em mới suy nghĩ là em không có nghĩ quẩn. Bắt đầu em khoảng chừng 3-4 tháng sau em mới quên được người đó. Lúc đó là về là em chia tay luôn hả hay sao? Không, chưa đâu chị. Lúc đó là cũng buồn lắm nha, nhưng mà mình vẫn yêu người đó, vẫn thương người đó. Vẫn chấp nhận. Tuy là người đó không có thương mình nhưng mà em vẫn chấp nhận. Em giống như là trời trả báo em vậy đó. Hằng ngày em phải giặt đồ cho người đó. Rồi, biết cái anh đó có người bận con gái khác cũng vậy luôn. Dạ, rồi phải giặt đồ cho người đó, rồi chăm sóc cho người đó nữa. Trong đoàn rồi ai cũng cười này nọ. Nhưng mà em vẫn nhắm mắt cho qua. Bởi vì mình quá thương người ta. Rồi khi nào em mới tự giải thoát mình ra khỏi cái tình cảm? Rồi khoảng 3-4 tháng sau thì em tự nhiên em dọn, cái đoàn hội chợ mới dọn về chỗ khác. Thì vô tình lại á, ngày hôm đó thì những người trong đoàn á mới rủ đi chơi. Thì vô tình đi chơi thì gặp cái anh kia, mà anh kia thì nhỏ tuổi hơn em 3 tuổi. Là anh còn đang đi học. Cái thì cũng nói chuyện qua lại vậy nè.
Cái xong rồi tự nhiên cái anh nói anh thích em. Em thì lúc đó giống như là em đã bị một cái cú sốc rồi, cho nên là em cũng cảm thấy rất là sợ. Em nói là anh nói anh yêu em nhưng mà để cho em suy nghĩ lại. Cũng lúc đó cũng hơi chảnh tại vì mình đã bị khổ rồi mà em sợ lắm. Cái anh nói là đâu phải là người nào cũng như người đó. Rồi bắt đầu cái hai người cũng tìm hiểu này nọ. Cái ngày hôm đó là đoàn hội chợ chuẩn bị dọn đi á, cái ảnh mà ảnh đang đi thi luôn, ảnh bỏ thi ảnh đi theo em. Cái bắt đầu gia đình ảnh mới đi kiếm, thì hai người đi trốn trước, tại vì đêm đó là đêm chót của hội chợ, thì em với anh đó mới bỏ đi trước, rồi đoàn mới đi theo sau. Thì vô tình á, sáng ngày hôm sau thì đoàn dọn đi, thì bà ngoại của anh đó và mẹ của anh đó lại không cho đoàn dọn đi, nói là phải lôi con tôi ra đây tôi mới cho đoàn đi, không thôi tôi sẽ báo công an lại. Thì những người trong đoàn mới chỉ chỗ của em và anh đó đang ở, đang cho mẹ anh đó lên kiếm. Thì mẹ anh đó và anh đó lên kiếm thì em và anh đó đi trốn. Em trốn, trốn thì tới lúc mà mẹ của anh đó đi về thì hai người mới đi ra. Và sau đó đi lại chỗ cái đoàn là chỗ bến mới mà đoàn chuẩn bị sắp về á. Thì vô tình lại cái ông mà chạy ghe chở đồ cho đoàn á thấy, và sau đó thì mới về mét lại cho mẹ của anh đó, thì mẹ anh đó mới lại rước anh đó về. Là lúc đó em đang học nhạc, lúc đó là em đang lên trên mạng, trên internet đó, em đang học nhạc. Thì có một bạn ở trong đoàn chạy lại nói, Thảo ơi, mẹ của chồng mày bắt chồng mày về rồi. Trời, lúc đó em cũng rất là buồn luôn á, rất là sửng sốt luôn. Nhưng mà rồi cũng bình thường, tại vì giống như là cũng mới cho nên là chưa có sâu gì mấy, cho nên là mình cũng không có buồn gì mấy. Rồi bắt đầu cái cuộc tình kế tiếp nữa là quen được cái anh đó cũng trong hội chợ luôn. Thì cách bao lâu em mới quen? Cũng khoảng năm mấy. Một năm mấy là em mới quen anh thứ ba. Anh thứ ba. Mà anh thứ ba này là chỉnh âm thanh cho đoàn hội chợ. Rồi hai người cũng sống khoảng chưa được năm. Thì em thấy không hợp, em chia tay với ảnh. Mà người chia tay là em. Tại vì ảnh quá ghen. Ảnh ghen. Thì khoảng chừng mấy tháng sau em mới quen lại mối tình kế tiếp, là mối tình cuối cùng của em. Là hiện bây giờ vẫn còn đang là quen hiện nhau. Hiện tại là em sống với anh đó cũng được 9 năm. Wow. 9 năm nhưng mà 9 năm là thời gian rất là lâu. Dạ, nhưng mà nói chung là hiện tại cũng còn giấu gia đình ảnh. Chỉ có sao mẹ. Sao mà giấu cơ? Chỉ có mẹ của ảnh là biết thôi. Còn cha của ảnh thì khó lắm, cho nên là phải giấu cha ảnh. Oh. Rồi hai người cũng vẫn còn sống, nhưng mà từ khi em lên Sài Gòn tới giờ thì ảnh không có lên để ở với em. Chỉ là lâu lâu ảnh lên thăm, hoặc là lâu lâu em về em thăm, em về nhà của ảnh lên thăm. Ủa nhưng mà nếu mà mình yêu nhau mà ở xa nhau vậy nó có ổn không em? Tại vì trong cái thời gian mà em quen ảnh thì em biết cái tính tình của ảnh như thế nào. Ừ. Với lại ảnh không có bậy bạ với em. Còn em thì cũng vậy, nhiều khi em cũng không có bậy bạ với ảnh. Nhưng mà lên đây thì anh không có chịu lên. Anh nói là thà anh làm ở dưới chứ anh không có lên Sài Gòn. Đó, nhưng mà anh có cái là hiện tại anh cũng rất ghen. Nhiều khi em đi hát, nhiều khi em gặp người này người kia, người ta ái mộ, người ta thích, anh cũng hay ghen. Chứ em thì em không có ghen ảnh, tại vì em nghĩ là ảnh không có bậy với em. Ủa rồi hai người gặp nhau vào lúc nào hả? À, thì lúc đó là em vừa chia tay người kia xong. Thì em mới đi đoàn khác. Em không đi đoàn đó nữa, em đi đoàn khác. Đi đoàn khác xong một thời gian các em mới trở về đoàn đó, thì vô tình em gặp ảnh. Mà lúc mới ban đầu em gặp ảnh là em với ảnh là giống như là nước với lửa vậy đó. Gây lộn dữ lắm luôn, gặp là cũng gây lộn, ăn cơm cũng gây lộn, mà tới giờ ngủ cũng gây lộn. Ngủ thì em ngủ ở dưới sân khấu á, còn ảnh ngủ ở trên. Là bắt đầu hai người chở mỏ trên xuống là chửi lộn. Kết của nào trời sao của đó, đó. Cái ngày hôm đó thì cái chị mà hát chung á, chị nói là thôi để chị làm mai cho mày thằng này. Tao cũng hy vọng là mày với thằng này sẽ hạnh phúc. Em nói thiệt, em chưa có biết là người đó là ai. Thì tự nhiên ảnh ở đâu mà ảnh ban vô. Là lúc đó là em cũng rất là ngạc nhiên. Rất là ngạc nhiên luôn. Vậy mà lúc đầu em cũng nghĩ là thôi kệ đi, quen chơi đi. Tại vì lúc này mình cũng đang buồn, mùa mưa mà mình đang buồn, có người tâm sự cũng đỡ. Mà không ngờ là nói tiếng quen chơi, mà không ngờ là ở tới gần 9 năm luôn. 9 năm. Sao chị Chi? Quen chơi mà làm thiệt đó cưng. Yeah. Nhiều khi mà tưởng thiệt mà không thấy đâu hết. Yeah. Cái là có duyên nè. Rồi hiện tại giờ là hai người vẫn sống chung một nhà. Dạ không, em thì em ở Sài Gòn, còn anh ở quê, anh ở Kiên Giang.
Rồi mỗi lần gặp nhau làm sao? Mỗi lần gặp nhau thì lâu lâu ảnh lên Sài Gòn thăm em, còn không nữa thì em về quê ảnh em thăm ảnh. Ảnh lên đây chơi vài ngày sao ảnh về? Dạ. Còn không là em về dưới em thăm ảnh à? Dạ, về thăm ảnh cũng một hai ngày rồi em lên. Sao hai người không ở chung luôn đi? Nhiều khi em cũng yêu thương nhau 9 năm trời rồi. Nhiều khi em cũng hay kêu ảnh lên mà ảnh thì ảnh ngại, ảnh mặc cảm. Mặc cảm gì em? Là tại vì cũng như là ảnh sợ, nhiều khi ảnh đi chung với em rồi bị người ta nói là không hợp này nọ, rồi với lại ảnh thì ảnh đi làm lụm này nọ, cho nên là ảnh nghĩ là không có xứng với em vậy đó, cho nên là không có chịu lên. Thà là lâu lâu sao em nói ảnh? Cho nên là em cũng chấp nhận cái sự quyết định của ảnh, cho nên là em không có nói. Nhưng mà hai người sống xa nhau vậy cũng hơi buồn. Cũng hơi buồn. 9 năm rồi. Dạ. Là cho con đi thi nha, thì dì cũng mời cho, nhưng mà dì dễ hơn mẹ. Thì em mới một mình đi lên, tại lúc đó là đang ở với dì ở Vũng Tàu. Là em một mình đi lên trên Sài Gòn để mướn khách sạn ở để chờ tới ngày thi. Là em làm con gái từ đó luôn. Là bắt đầu cuộc thi đó em mới làm con gái. Dạ đúng còn rồi. Trước đó vẫn mặc đồ con trai hả? Vẫn con trai dạ. Rồi sao mà đi thi tự tin bước được sân khấu hay vậy? Lúc đó nói chung cũng không tự tin, bây giờ coi lại giờ thấy mình nó bị gượng gạo. Nhưng mà chị có xem cái cuộc thi đó là lần đầu tiên em mặc đồ con gái luôn hả? Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên đi cách quấn luôn. Dạ. Là lúc đó là lấy đồ của mẹ. Là từ nhỏ là lén mặc đồ của mẹ, rồi đi thi cũng lấy đồ của mẹ. Giày thì cũng là đi xin. Giày lúc đó là đi xin, cái chị kế bên nhà thì xin để mang. Lúc đó có hai đôi, là lúc đó em lên thi là ban giám khảo nói là đôi giày này không có phù hợp với em có thể thay một đôi giày khác. Là lúc đó kêu nhỏ em gỡ giày ra cho chị mượn. Gỡ đôi giày đó ra đưa cho chị để chị mang. Kiểu đó dưới mẹ cầu cho rớt đi. Rớt đi để cho làm con trai lại. Ừ. Là mẹ cứ đi xem đó hả? Dạ đúng rồi, mẹ dẫn em đi. Rồi lúc đấy cái kết quả em đạt được là cái gì? Thì càng lúc em càng vào vòng sâu thì mẹ, tại vòng nào mẹ cũng đấy trời chủ cho nó gớt mà nó không chịu gớt. Thì càng lúc càng mua vòng sâu thì mẹ ở nhà mẹ mua đầm cho em. Tại vì lúc đó là mẹ lên, mẹ thấy có một mình lên Sài Gòn mẹ không yên tâm, nên là mẹ lên mẹ mướn nhà trọ để cho em đi thi á. Thì lúc sau là mẹ với em với lại em gái em là sống ở Sài Gòn. Là lúc đó thì em vào em thi càng lúc càng sâu thì bắt đầu em làm con gái từ lúc đó luôn. Thi xong là em nói tóc dài, được dài luôn. Là từ cuộc thi đó sau đó là mặc đồ gái luôn? Dạ đúng rồi, là làm gái từ lúc đó luôn á. Còn trước đó là vẫn là con trai bình thường. Từ mà khi em để lúc mặc đồ con gái tới giờ là bao nhiêu năm rồi? 18, năm nay 25 rồi đó chị. 7 năm? Dạ. Ủa em, vậy lúc em đi học á, em có cái biểu hiện nào mà kiểu thể hiện là mình thích làm con gái quá không? Lúc đi học? Dạ có. Có một lúc em thích tới nỗi mà giống như là hồi đó là các bạn gái đi học là phải mặc áo lá để cho nó kín đáo này kia. Thì em có đeo em một... Em mặc nữa hả? Không, đúng mà. Em mặc yến nè. Em mặc cái... Em đeo cái dây, mà cái dây điện thoại á. À, cái dây điện thoại cái em nhét vào trong thì cho nhảy dây á, cái nó bung. Mấy bạn tưởng em mặc áo lá, nhưng mà lúc đó cũng mắc cỡ, nhưng mà thấy cũng vui là giống như mình hơi giống gái vậy đó. Nhưng mà lúc đó em đi học thì được các bạn nam che chở nhiều. Bình vực em hả? Dạ đúng rồi. Chọc thì cũng có, không có tránh được mấy cái việc đó, nhưng mà thực sự là các bạn rất là thương em. Cô, thầy cô cũng vậy. Có đánh tí phấn thoa tí son? Cái mắt áp sương sương không? Không, không, lúc đó không có, nhưng mà có uống xịt tin ngậm cho chấm chiếm đó. Hồng hồng à. Uống xịt tin hả? Cho dạ đúng rồi à. Cố xịt tin. Rồi có, em nhớ có cái lúc đó cũng vậy, thì mình nổi mụn á, nhưng mà mua thuốc trị mụn. Thì lúc đầu chấm lên là mình thấy nó hơi trắng, chấm mấy cái đầu mụn á. Thì mình thấy vậy thôi, thôi tha hết mặt cho nó trắng, khỏi đánh phấn. Ủa, được hả? Dạ, thôi em thoa hết mặt cho trắng luôn. Thì vô lớp bị cô la. Rồi phản ứng người xung quanh nhìn em như thế nào? Phản ứng của mọi người xung quanh thì bạn bè thì quen rồi, quen với cái việc đó rồi, nên là không có gì, thầy cô cũng vậy. Nhưng mà có một số bạn thì cũng vẫn chọc với điều đó. Với lại em cũng nói trước đó là hàng xóm rồi dòng họ cũng vậy, cũng hay chọc em. Bà con mình có ai ủng hộ em không? Có đồng sau, cảm với em không? Sau này em... Sau này tới lúc còn nhỏ là không ai đồng tình. Dạ đúng rồi. Không ai chấp nhận hết. Dạ. Kể cả lúc em làm con gái rồi em về, nhưng mà một số đồng tình. Tại vì khi mà em về là cũng có một số cô gì gọi em là My. Cái tên đó em mới quay về quê một lần, lần đầu khi mà em dám làm con gái thôi. Thì cũng gọi em là My, nhưng mà cũng có cậu này kia thì không đồng ý.
nói tao chỉ có thằng Bin thôi. Với lại lúc làm con trai thì thương lắm, nhưng mà lúc làm con gái thì không. Có gì ở bên nước ngoài thì nói là có làm, lúc đó tại em chưa có chuyển, có làm con trai lại thì làm đi, nhưng mà nói thì nói cũng cho túi sách, cho đầm này kia. Mà tới lúc mà em chuyển giới hoàn toàn thì em thấy cái cách nhìn của mọi người khác về mình. Ủa giờ khi mọi người nói ra nói về như vậy, có ai nói với mẹ em không? Có, lúc đó em sợ lắm. Thật sự là miệng đời em không sợ, nhưng mà em sợ là làm mẹ em buồn thôi. Nhưng mà khi em quyết định em chuyển giới, em tâm sự với mẹ thì phản ứng mẹ như thế nào? Thật sự là cái việc mà come out là em từ lúc con trai rồi em cũng từng nói là bây giờ em cũng có thể lấy vợ vậy, có thể, nhưng mà em làm như vậy có hạnh phúc không? Em không hạnh phúc nè, mà người đó cũng đâu có hạnh phúc đâu, em đâu có mang lại hạnh phúc cho người ta được đâu. Thì có thể là cái câu nói đó cũng thấm, nên là mẹ cũng dần dần thay đổi, chứ thật sự là lúc nào mẹ cũng mong em làm con trai hết. Nhưng mà khi quyết định em làm con gái thì mẹ em như thế nào? Lúc đầu thì buồn, vẫn không chấp nhận, nhưng mà cái mẹ thấy cái quá trình mà em giả gái làm cái hình hài có cái từ một người con trai mình để đổi cái lớp người con gái lên hàng ngày á, thì dần dần mẹ thay đổi để mong em có được một cái hình hài trọn vẹn hoàn hảo để mình có thể sống đúng với cuộc đời của mình. Còn cái kinh phí chuyển giới là em để dành tiền hay là mẹ em cho? Dạ, dì với lại mẹ em cho. Thì em cũng may mắn đó hả? Dạ đúng rồi, cuộc đời em nói chung là ai cũng có cái khổ, nhưng mà thực sự là em may mắn nhiều. Gia đình mình cũng khá giả mà. Không có chị. tại vì nhiều gia đình cũng khá giả, nhưng mà không ai sẵn sàng đầu tư cho con mình để chuyển giới đâu. Dạ đúng rồi. Cái đấy khó khăn mà. Dạ, lúc đầu thì mẹ với dì cũng không cho, là tại vì đáng lẽ em chuyển giới cũng sớm, nhưng mà nhà không cho là tại vì không có đủ cái tự tin là con mình chuyển giới về sẽ như thế này, đâu có biết được cái hình hài nó sẽ như thế nào, rồi không biết là con mình về có bị giảm tuổi thọ không, sức khỏe có còn tốt như cái lúc mà còn một cái hình hài bình thường đó. Vậy em kể về hành trình em đi chuyển giới được không? Khi dạ em được. Sang Thái. Dạ. Thì lúc đó nhà vừa nói là cho tiền, có đủ tiền á, thì lúc đó là mừng dữ lắm, là quyết định là khoảng, hình như lúc đó là khoảng 2 tháng là em đi qua bên đó, mà lúc thật sự là mình chưa trải qua một cuộc phẫu thuật nào hết, thì cảm giác mình sợ lắm. Nhưng mà khi mà đến cái bệnh viện á, thì mình cảm thấy mình phải được làm trước, mình phải làm để muốn làm liền. Dạ, muốn làm liền. Sợ là tuy là sợ hay là đi với ai? Dạ, em đi với một người chị dẫn qua bên đó. Cái người chị đó là chăm lo cho em luôn. Dạ đúng rồi. Thì qua bên đó là lúc nào cũng muốn. Mà lúc đó khi mà làm xong á, thì em cũng không biết tại ngủ làm xong mình ngủ, nhưng mà khi mà bắt đầu về khách sạn mình mới có cái lúc mà em, do em ngủ mê quá em đâu có biết đâu, em cái kiểu mà quơ tay quơ chân á, thì bị rách chỉ. Cố gắng tại nằm ở bệnh viện 3 ngày á, cảm giác giống như là nằm 3 năm vậy á. Nó lâu, một ngày nó lâu, mình ngồi mình chờ, nó qua thời gian mà nó lâu kinh khủng. Thì tới lúc mà về được khách sạn mà cầm tới cái điện thoại để gọi về cho gia đình á, tự nhiên khóc. Mình không có nghĩ là mình sẽ khóc. Mình nghĩ là cái việc này cũng không tới nổi, mình đã làm được cái ước mơ mình quá mạnh mẽ rồi, tại sao mình phải khóc. Mà gọi về lại khóc, nói là con làm được rồi, con thành con gái rồi. Nhưng mà khoảng mấy ngày em mới được về tới khách sạn? Dạ, 3 ngày. Em nằm trong bệnh viện 3 ngày, sau đó mới về khách sạn. Dạ đúng rồi. Rồi em ở đó khoảng mấy tuần em mới về Việt Nam? Em ở khoảng 2 tuần rồi chị. 2 tuần rồi. Dạ đúng rồi. 2 tuần là còn yếu lắm đó. Dạ. Nhưng mà cái lộ trình thì nó nằm ở mức đó, với lại cái kinh phí mình ở lại không có được nhiều á chị. Nên là mình về cái lúc đó thì lúc đó cũng cái thời gian mình về là còn cái ống tiểu luôn. Lúc đó chỉ gỡ cái bịch tiểu ra thôi, bịch nước tiểu ra thôi, còn cái ống mới tiểu ống luôn. Tiểu đó là dạ, đúng về rồi. Đó. Dạ đúng rồi. Không, em còn cái ống nước tiểu luôn. Ủa vậy hả? Về Việt Nam luôn. Về Việt Nam mấy khúc mà. Dạ đúng rồi. Tại cái thời gian á, em giống như em cái thời gian mà để rút ống tiểu nó chưa có tới á. Nhưng mà cái lịch mình, cái vé máy bay mình đặt là đã tới rồi, nên là phải về trước luôn. Nếu chuyển giới là phải 1 tháng là mình về là chắc chắn nhất. Của em rồi, về tình cảm của em á, thì em có người yêu trước khi em chuyển giới hay là sau khi em chuyển giới là em bắt đầu có tình yêu đầu tiên? Mối tình đầu của em á?
Mới tình đầu là lúc đó em còn trai. Ừ. Lúc đó còn chưa biết là cái gì luôn. Chưa biết đó là cái gì luôn. Chỉ lên lúc đó chat Yahoo á. Thì gặp được bạn đó thì bạn đó mới nói cho biết là nếu mà là vợ là boss, còn chồng là top. Thì mình chỉ biết vậy thôi, cũng chưa có biết là chuyển giới là sao nói vậy. Dạ, chỉ thấy là mấy chị hát đi hát đám này kia thì mình thấy mình thích, thích nhưng mà mình cũng vẫn né tránh nha. Mình sợ tại vì cái bản chất của mình là đã như vậy rồi, người ta nhìn vô là người lúc nào cũng bị người khác nói cho mẹ em hồi đó cũng đi hát. Nên là cũng em sợ, sợ đến tai của mẹ. Rồi cái lúc đó em mới quen cái bạn đó là ở Châu Đốc. Cũng đi theo trai. Trời ơi, mới tình đầu đi theo trai chị. Bỏ nhà đi luôn hả? Không phải, lúc đó Tết cái xin mẹ là nói giả bộ nói cho con đi Long Xuyên, ở nhà nhỏ bạn chơi. Cho con đi ngày thôi cũng được, không cho. Hồi giận dỗi, không chịu. Kéo đầu cái thôi cái thấy tội nghiệp, thấy Tết không được đi. Cái bắt đầu mẹ với gì mới cho. Hôm mấy Tết em đi? Em cũng không nhớ rõ nữa. Tại cũng lâu lắm rồi. Thì lúc đó dì mới chở ra ngoài bến xe để mua vé đi Châu Đốc. Em mua vé đi Châu Đốc, dì về mát mẹ. Cái mẹ mới nói mày mua vé đi Châu Đốc mà mày không nói ha. Rồi tiền đâu mày đi đủ, mày đi chi xa như vậy. Cái nói đi ngày à, đổi lịch đi đi Châu Đốc chơi. Cái nói mẹ nói đi sớm sớm về. Tới lúc đó xài điện thoại cái ớt phone đó chị. Lên trên đó đâu có sóng đâu, đâu có gọi về được đâu. Mà lúc đó tự nhiên mê trai ở mấy ngày trời. Vui ở... quá ha. Lúc đó mẹ ngủ nhà trai luôn. Ngủ nhà trai có bà nội. Ủa? Ờ đúng rồi, bà nội của ảnh. Bà nội của ảnh cũng thương em lắm. Mà lúc đó em trắng bóc mà. Xuống mới với ai cũng gặp nhau mà ngủ nhà người ta mấy đêm vậy bà. Ngủ nhà người ta luôn. Cái bắt đầu cái ngủ lại mấy ngày ở nhà tưởng là bị bắt cóc. Tại vì gọi điện thoại lên cái headphone nó không có sóng. Nó cứ bị ù. Thì em ra bến xe là có, là mẹ gọi được á, lúc đó mới có sóng. Mẹ gọi được thì mẹ nói mẹ khóc quá trời, nói về đi con, còn không có tiền. Mẹ gửi tiền lên tội nghiệp mẹ. Mẹ khóc mấy ngày trời luôn, không ăn không uống, tối cứ gọi hoài, gọi kiểu mà canh á, coi có gì cho tôi chuộc con tôi lại á. Tội lắm lúc đó. Cái mối tình đầu nó lạ lắm, em về em cứ khóc hoài. Mối tình đầu nó kéo dài bao lâu? Một năm mấy á chị. Là quen từ ngày đó quen luôn tới một năm mấy luôn? Dạ đúng rồi. Rồi vẫn liên lạc hay là thỉnh thoảng là xuống nhà đó? Lúc đầu là liên lạc. Nhưng mà lúc sau á là bạn đó là nói là chuyển lên Cần Thơ để đi làm. Chuyển lên Cần Thơ đi làm thì thôi mẹ em thấy tội á nên là cho ở lại. Ở lại nhà giống như là cho làm, lúc đó mẹ không biết. Mẹ đâu biết hai đứa quen đâu, chỉ nghĩ là bạn thôi mà bạn ở xa nên là mẹ cho ở lại, mẹ cứ mang luôn. Ở chung nhà với em luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì lúc có mấy lúc sau bắt đầu mới gây gắt là hai đứa em hay thể hiện á, hay thể hiện mà không có trước mặt thôi. Nhưng mà cái lúc bới cơm mẹ đã đang sau lưng rồi, tự nhiên đang bới cơm quay qua mình hung mình cái chắc. Rồi mẹ nghe. Bắt gặp thấy đúng không? Nghe thôi chị. Nghe. Nhưng mà bắt đầu nghi gình từ từ. Bắt đầu lúc sau là cậu em là gây gắt nhất, cậu em là không cho ở trong nhà nữa. Là phát hiện ra là dạ, không cho nữa. Lúc đó là cứ nghĩ là chơi với nhau vậy là lây bệnh. Không có cho ở trong nhà nữa. Nó ở trong nhà là thằng Bin nó sẽ bị hư. Em ở nhà là tên Bin. Ở trong nhà là thằng Bin nó sẽ bị hư. Nên là không cho ở trong nhà nữa, đuổi đi thì